Manchester United khởi đầu mùa giải mới thiếu thuyết phục khi thắng nhọc úp 1-0 Nottingham Forest 3-2 trên sân nhà và gục ngã trên sân Arsenal, Tottenham Hotspur ở 4 vòng mở màn ngoại hạng Anh. Quỷ Hiệu hiện tụt xuống thứ 11 với 6 điểm. Sunis nhận định công tác chuyển nhượng thiếu hợp lý là nguyên nhân khiến Manchester United thi đấu không tốt. Hè này, chủ sân Old Trafford chia tay David De Gea, cầu thủ có thâm niên nhất đội, để tuyển mộ Onana với 62 triệu đô la Mỹ. Onana là mẫu thủ môn hiện đại, nổi bật ở khả năng chuyền bóng bằng chân, được kỳ vọng sẽ giúp Manchester United cải thiện khả năng triển khai bóng từ sân nhà. Sau đó, Manchester United mua Hoyland với 83 triệu đô la Mỹ phí trả trước kèm 11 triệu đô la Mỹ phụ phí. Đây là thương vụ gây tranh cãi, khi trung phong Đan Mạch không có thành tích ghi bàn ấn tượng, với 9 pha lập công qua 32 trận ở Serie A mùa trước. Hoyland cũng chấn thương lưng, lỡ 3 trận đầu và chỉ vào sân cuối trận thua Arsenal ở vòng 4. Tôi không nghĩ Manchester United mạnh hơn mùa trước, Sunis nói với Sun Sport tuần này. Họ chi rất nhiều tiền cho Hoyland, người không có thành tích ghi bàn tốt. Giờ thì cậu ấy đến giải đấu mà việc ghi bàn thực sự rất khó khăn. Tôi có thể sai, nhưng một tiền đạo chưa được kiểm chứng như thế cũng là một canh bạc lớn. Tôi nghĩ Onana sẽ giúp Manchester United triển khai bóng tốt hơn từ sân nhà, nhưng tôi không chắc cậu ấy có làm được điều quan trọng nhất là ngăn bóng vào lưới không. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Manchester United còn gặp nhiều vấn đề nơi hậu trường. Sau khi đẩy Mason Greenwood, tiền đạo từng dính cáo buộc hành hung bạn gái, sang Getafe theo dạng cho mượn, Manchester United gặp rắc rối tương tự với Anthony. Hôm 10 tháng 9, Manchester United thông báo Anthony sẽ ở lại.